Đây tiếp theo quay bạn một bộ cái này là cà phê ăn vặt được thoải mái nè, mà chắc là đa số khách họ mua về làm dạng quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, bồn cốc ghế 30 vuông, bàn 50 vuông. Đây bồn cốc cột mây, bồn cốc đều cột mây 30 vuông đây, là nó ngồi thoải mái, phê pháo gì cũng được. Loại tựa này, đây là có tựa này, còn đây là loại không tựa này. Ship tất cả các tỉnh thành, mua càng nhiều ship càng rẻ nhá. Đây là ghế có tựa này, đây là không tựa này. Đấy, đã thích chưa dòng này.